Introduction cái này nó khơi khơi mà chuẩn luôn ông bì mê rê mà chắc có ní ok, à lấy dương mà cái lấy mơ rụp phim mùi ní chẳng dương mơ rụp phim ní dương mơ khơi như vậy khá ok, chẳng dương khơi mà rộm ní á ok, gọt can walkie talkie ok, có ai cốm ná ok, hồi quán gặp bông cái lấy mơ tư dân hò mơ cửa đại thuyền nâng cư gặp bông bạc ok, à lấy dương mơ xâm đầy bò bà rõ nâng con dây ok. The aircraft has landed. Okay, they've opened the windows. Mình thấy tha, okay, dân hóa nâng cứ bàn cho chọt hỏi, bù kê bàn bảo thuyền. Okay, hình chẳng, xâm đầy bò bò mẹ nâng, bê con dễ nâng cứ chia tầm rộng rồi bò present perfect simple này ai. Okay, hình chẳng, dưới trong nâng thật ta, hạt ấy bàn chưa bò nâng quạt phở present perfect chẳng. Okay, lấy dương mà mời cái lại nhìn tích ok cái gì tha the present perfect simple tells us about cái tha ok present perfect simple nó cứ dương prà ok cứ bia prà bùa dương ẩm pí ok tìm mũi the past ok bia prà ẩm pí ở tây tạc ok number two the present viên dương ẩm pí bà chà bòn ok ả nâng viên dương mạch prà tàng pí tàng ở tây tạc nâng bà chà bòn. Ok, dùm mà tên này bỏ kê, rụp hiểm mạnh, nâng cứ mẹ tên này mạnh. Ok, the aircraft has landed means that the aircraft is on the ground now. Ok, clear đại kê nhảy tha, dùn hò nâng bán chọt chọt hai nâng. Ok, the aircraft has landed. Mình này tha, dùn hò nâng cứ mặt đỏ đầy lại nâng. Mặt đỏ đầy hỏi. Ok, chẳng mình này tha mạnh. Mình này tha tăng bì tay tạ ca nâng cứ chập đam bì bê đại dùn hò. Hò hà mò nâng. Là hồn tỏ lời nó cứ dân hóa nó cứ bán cho chọn hỏi. Chắc mê tha, ai tệ tạc cá tăng phí bê chập đám trường hóa tập bồn chanh máu. Hay mà đỏ lời nó, à lời nó cứ dân hóa nó bán mà cho lời. Kể chẳng cứ vì mê này tha, tăng ai tệ tạc cá nó, nâng bạch chập bọn đi. Chắc mê tha, bạch chập bọn nó, xoay ôm, ai tệ tạc cá nó cứ việp xa cho mà đó bạch chập bọn nó. Ok, cho nên bắt tốt. Ok, cứ dân sọc sàng phí tùm rộng bỏ viết. Nhưng chẳng tùm rộng viết dạng mạch. Ok, chẳng tùm rộng tìm mối đại khi trong này nóng tạo đọc đi ở squad nâng cứ tùm rộng statements mê tha vô dụng sọc. Chẳng vô dụng sọc thờ miên ấy khá. Ok, nhưng chẳng thiết tùm bộ này thờ miên cứ dân đặt subject mà muốn. Ok, tí bí cứ bật tỏ bị subject cứ dân thờ bộ cho mùi nâng half. Ok, bật tỏ bị bộ cho mùi nâng half hỏi cứ dân bộ cho mùi nâng past participle. Xong bây giờ là đọc nét tích participle nâng cứ xâm tạo từ lời kê giả sạp tông tí bấy nơi khăn tùm rộng irregular verb rứ cò cứ xâm tạo từ lời kê giả sạp đại kê bật thaym ý đi ạ. Nơi chạm thấy cả mê riêng present continuous bởi dường xây mê riêng past simple bởi dường chẳng mê riêng past simple bởi dường cứ cho xa p second column verbs kê giả sạp nâng tùm rộng tí bì rứ cò nâng chua tí bì. À, nó cứ dân dạy cao phí phát sinh phố. Đã lại nó không present perfect bởi dân cứ dân sắp xa phí kẻ sắp thường luôn tí bấy bình. Tại sao ta kẻ sắp thường luôn tí bấy nó cứ dân dò mọc ra nó không perfect tense. Kể tầm rộng present perfect đại dân điên ở lời này này. Kể, hình chẳng việc xâm đá tờ lỡ kẻ giả sắp đại prai prua mình tiếng to để coi dạy tha irregular verbs nó không tầm rộng tí bấy. Ok. Hình chẳng tầng ọt nâng cứ bẹp bọn cho mỗi nâng phá participle. Ok, dân cái lấy mơ subject bình. Subject bởi dưỡng bài chạy để chia pi. Pi krom, krom thì mỗi cứ miền ai, miền du, miền vi, hai nâng đầy. Ok, bốn ní cứ dân phở cho mỗi nâng verb have. Ok, chẳng này krom thì pi cứ miền he, she nâng it. Ok, bởi ní cứ dân phá cho mỗi nâng kê giả sắp has. Đại hát năng hát năng cứ thật bố cho mình phát participle. Ok, ở lấy dân tâm mơ tờ hồ, đảm bây dù dù. Chẳng như mơ tờ hồ, I have lived here.
Okay, giờ mới I cứ dùng phần cho mọi nó have. Okay, I have lived here. Okay, tiếp đi, she has lived here. Giờ mới she bố cho mọi nó has mày. Okay. Number three, Dave, three, they have lived here. Chẳng, thầy chấm, subject, are you with Dave, both you may have, he, she, both you may has. Okay, chẳng này, I will participate bởi dân ní cư dân bởi tất đại. Okay. Mình nốt mùi, nốt clay tôi mùi. Short form, cái trong rạp dân bị tùm rộng đã xảy cạn. Tùm rộng cạn ní cư dân đã lời kì sau half và nâng hash. Chẳng, bà sân bài dân half, dân ai đã xảy cạn đòi bở apostrophe V nâng E. Chẳng này, I has, cứ dân bở apostrophe nâng sau S. Ok, xong, phép nâng ra khi cái lại mùi tiết, cuối cao dùng thua đấy. Nâng ca, để dân riêng present perfect, sorry, present continuous. Present continuous, cứ dân miên đã xảy tầm rộng cạn mùi đáy, cứ his it nâng cứ apostrophe S đấy. Vẫn tái, dân đừng mất thà apostrophe s đại kê đã xê ní ná cứ smart nâng verb to be hay apostrophe s mùi ná mì lạ là dân mất đại kê phần smart nâng has. Ok, chẳng thử chăm thì apostrophe s đại smart nâng is nâng nông present continuous nâng cứ nâng bê đại apostrophe s nâng cứ bộ bị khỏi vì cứ chữ verb ing. Chẳng ai ta miên verb ing nâng cả nông chứ apostrophe s nâng cứ smart nâng is. The like apostrophe s the dinner smart nâng has lúc ta ta viết thật bộ chung vào nâng phát participle nè. Mình thà, ok, và tỏa bì apostrophe s nâng cứ miên a verb tông thị bởi được coi như hai thà phát participle nâng. Anh nâng cứ viết smart nâng has nâng ai. Ok. Chẳng, mà đó, chẳng đại bà tỏa. Ok, kì nhìn sao sao bì tầm rộng negative. Rai thà tầm rộng parasite. Chẳng tầm rộng parasite đó sẽ khó bị tầm rộng sở tế tạo ra như time not. Ok, chẳng như đã not tầm nè. Tầm bốn cứ dùng mình subject. Ok, tầm bốn dùng mình have. Ok, tầm bốn cứ dùng bố cho mình nâng not. Hoặc tầm bốn cứ dùng thật bố cho mình nâng past participle tầm đài. Ok, chẳng ảnh đi cứ tầm đài thế are you in đây đi bố cho mình have. He is in bố cho mình has. Hay bố cho mình nâng not. Ok, dùng mơ tờ hồ. Okay, I have not lived here. Okay, you can say I personally have to die. Okay, the B, she has not lived here. Okay, the B, we have not lived here. Okay, chẳng, anh đang cứ chơi tầm rộng bài sai. Đặc biệt, ta sẽ cắt giữa miền tầm rộng short form tự tại. Okay, have not nữa. Giờ anh ta sẽ cắt thành haven't. Okay. Đã dân tự xây lục ổ chánh dân mẹ sợ anh hỏi apostrophe T. Ok. Has not, smart and hasn't. Chẳng, dân cho tự xây tầm rộng bình bạp ni cầm bán, rồi có tầm rộng cạp ni cầm bán. Tầm rộng tí bay, chỉ tầm rộng bật tốt, đi cứ tầm rộng general questions. Ok, tầm rộng general questions cứ xâm nửa để ở dân cho lời yes, rồi có no. Chẳng, anh ấy nguyên cho mạch. Ok. Chẳng bị copy tầm rộng ở đó, thần thai dừng lên đã have ní. Kể xa have ní mà đã được khẳng mốc. Bởi tỏ mà dừng miền subject. Bởi tỏ mà dừng miền past participle tại đây. Hỏi complete. Bởi đại dừng sẽ complete đã xin nhạc xuống. Question mark. Complete. Ok. Chẳng như mà have cứ dừng nơi tập bố cho một năng are you with day tại đây. Has cứ dừng bởi cho một his it. Ok. Chứ mô tỏ. Ok. Have you lived here? Như kì, have you lived here? Ok, have nó cứ bỏ cho mọi you. Ok, has she lived here? Has she lived here? Ok, dân kì, has kì cho bỏ cho mọi she. Have they lived here? Have they lived here? Ok, have nó cứ bỏ cho mọi they. Tùm rộng bật tốt cứ bạc quan cho mọi short answer. Chẳng bắt đầu bị dân chạy xua, dân thầy chạy 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 short answer. Chẳng anh đi bán chạy chạy bí, thì mỗi cư dân chạy bài bằng affirmative, mình thân dân sọc. Thì bí cư negative, tùm rộng phản đề xa. Chẳng bây dân chạy sọc, dân thầy chạy thầy yes, tỏ mơ, are you with they have. Yes, he is it has. Ok. Chẳng ở phần bá tí, biết đôi tạm môn đáy.
Chúng ta no, no nó cứ are you in đấy, haven't. Ok, no, he's it, hasn't. Anh đi cứ dương vào tầm bóng cặp. Ok. Clay clay. Và tỏ mơ cứ tầm nôn WA questions. WA question nó cứ chia sầm nô đại chấp đám cho mình là WA word. Đại dương xua trong đám hồng bì bò mía đi có trong đám bì bài mùi. Ok. Chẳng à nâng cứ thỏa này dương thêm WA word. Chẳng cái này cứ chấp đám đó WA word mà muốn. Tỏ mơ như mình have. Tạm mà như mình subject, hay tạm mà cứ participle. Okay, hay complete question mark tại đây. Tí này cứ lực do đồng dụng ảnh vật mùi cứ biết thả how long. How long nó cứ, okay, you bana. Okay, how long have I you be day? How long has he she it? Okay, dù mơ tổ how long have you been here? Dì kể, how long have you been here? Ok, dân số thả ta nhé, bạn nơi tìm ní dù bà nà hồi. Ok, tìm bí, how long has she lived here? How long has she lived here? Nè thả ta nè rồi còn, nắng đưa nơi tìm ní dù bà nà hồi. Ok, dân khờ nhé, has cứ bờ cho mình là she. À, khá lời mấy hả bờ cho mình là dù. Thang còn, how long have they lived here? How long have they lived here? Mình thả ta, ok, bà rùa này tì ní dù bà ná hỏi. Ok. Mình chẳng, anh ní còn lại chia WA word mùi dư lực dò mà tế vật tái nó miên trở anh tiết. Miên vọt, miên mẹ, miên vẹn, miên vãi tạo ơn này. Khi dư ai phở bà đôi khi nè, để con tùm đúng. Ok, present perfect simple nè. Ok, mà đó ca pra uses. Chẳng uses nè con non present perfect simple nè tì ní cứ lực dò pram cho nói. Hãy nhầm bây giờ nè đọc nha mùi mùi. Ok. Chẳng the present perfect simple is used to. Các kê prai present perfect simple không nấy tì mùi. Show an action that happened or never happened sometime before now at an unspecific time in the past. Ok. Chẳng cái dạy tham ấy. Cái dạy tham. Tì mùi cái dương phở viết đồng bây bằng hai hàng viết scam of hiếp. Đại bán cạt lại. Rứ co mình đại bán cạt lại. Mình bê nà mùi nô tế. Mà môn là lời. Chẳng sẽ cảm biết nà mùi nó cứ viết cạt lại môn là lời. At an action as three. Unspecific time in the past. Nơi không bê vô liệt đại mình chạy lẹ. Nơi không tê tất cả. Ok. Vậy rùm tới cứ mình này thay sẽ cảm biết. Dân cho nhị thay sẽ cảm biết mùi nó cứ viết bán cạt lại. Rứ co mình bán cạt lại thế. Ở nơi bê nà mùi. Nơi bè lời nắng, phần tái nơi bè tay tài cao bảo viên nắng cứ dương ảnh chạm viên thá, viên cả lời nơi bè nà mùi thề. Chắc cảm viên mùi nắng dương đơn thà, à lời nắng viên cả lời nắng tay bì môn mối dương đơn thà, vì chập đàm dàng mùi thề, rồi có về lý chạy lẹ thế, vì có tì gái chạy lẹ thế dương đơn thề. Nắng ở đây dương dạy thà vì unspecific time. Lấy mơ tổ, xưa bây giờ. I have never seen an eagle. Ok, I have never seen an eagle. Chẳng giờ đang ta eagle như thọc khơi bị nào mới đi. Tăng bị bê nào mới giờ đang tế bằng tay dương dạy thai lời nó cứ dương ở đây khơi eagle đi. Eagle nó hình trí đó. Khi nhau mình đại bàn bật tia khơi hình trí sao. Chẳng tăng bị bê nào bị này mới dương ở đằng tế bằng tay lời nó cứ dương ở đây mơ khơi ở đây bàn chùm hình trí thế. Ok, Darisa has already finished his homework. Ok, cái thà đà rì giá nâng cứ bàn bẩn chóp ca nghiệp tè rà bỏ quạt hay ạ. Ok, chứ như mà quạt phơi tao phí bê ná. Homework nâng, ọt đăng tế, à tê đà ca nâng cứ dự ọt đăng thà quạt chạp đăng phí bê ná tế. Bọn ta ở lời nâng cứ dự đăng thà quạt bán bẩn chóp ca nghiệp tè rà bỏ quạt hay. À nâng ái đầy dương dễ dàng phí unspecific time in the past. Phê bì lì à tê đà ca dự ọt chạm tế, bọn ta ở lời nâng cứ dương mơ khởi. À nâng ái cứ chúng nói tiếp mùi. Ok, chúng nói tiếp bì. To express an action that began in the past and continue to the present. Anh ấy cứ mình nói ta dư bằng hai em biết sẽ cảm biết đại bản chập đám ca bì tây đa cá hai vì bần tố mà đó bì bạch chân bọn nè. Nhưng chắc anh ấy biết nhầm mạch. Ok, dư mời. She has been in teaching since early 1997. Mình nói ta
Quát ban nâng cầm phong tay bằng riêng. Ok, chắp tăng phí đám tư sử vật chân mà phong bởi càng phạt. Ok, mình chắc mình đi thăm mạch tăng phí tê tê ca máu là hồ tỏ lời nâng cứ quát ban cầm phong tay bằng riêng. Chắc có chắp đám chân mà phong bởi càng phạt là hồ tỏ lời nâng cứ quát đấy nơi riêng loại thế. Okay. Number two, they have studied at IFR for more than 2 years. Okay. Mình chẳng cái gì ta phụ kế nâng bàn chập đá mà riêng nơi IFR nâng ở dạ bế tràn chiếng bì chân nàm hỏi. Chẳng tăng bì phẩm mạng chân nàm môn bì chân nàm môn nâng lờ mà tỏ lời nâng cứ quát nơi ta cầm phụ riêng nơi IFR lời tế. Okay. Anh đang ngái đây dường dạy ta scam phía cả lãng ở tây tất cả bằng tỏ mà đó bắt bắt chụp bọn nâng. Mì tha tham bi tê tê ca mó dương chạp tám đo lời nâng cư dương nâng bà tò thua vi tiệp. Ok. Cho nói tí bày, refer to an experience as part of someone's life. Mì tê tha dương phở vi nâng bài xâm thở rì con nâng dây châm búa bọt bì sao đại dịp này mùi rồi bỏ chì bọn nà nàm nè. Chẳng như lưu dọc bọt bì sao nâng bởi đầy dương bàn chú rì con bàn thua vi môn màu. Lấy mờ. Okay, Vuthi has visited Angkor Wat thrice. Mình nghĩ là Vuthi nâng quạt bàn tờ lên bà Angkor Wat nâng bây đo mà hỏi thrice. Anh nâng cứ nhảy bị bỏ bà sao bỏ quạt. Tạm bì bê nà mó lô tỏ lời nâng cứ bàn bây đo ngay. Tí bì, Marina has been to Thailand 2 times. Marina nâng quạt bàn tờ đo Thái nâng đo tờ bì đo tờ hỏi. Chẳng tăng bị bề môn mà lâu tỏ lời nâng cứ bỏ bị sao qua tay thay nâng bị đòi. Anh đang ấy cứ dừng dạng bị bỏ bị sao chì bật. Ok, khlay khlay, cho nên tiếp buồn. Mention the present results of past action. Mình này thay dư này dạng bị lợi tập phó à lời nâng. Vì có lợi tập phó này bắt chạm bọn nâng. Đại cát chánh hẳn bị sẵn phiếp ká bị tê tê ká. Chẳng mình thay mạch. Cả bí tế tất cả nó nhìn thơ rồi. Bọn ta là tập hồn đại bàn trên phát cả mắt cái nông bế bà chạm bọn nè. Khi dưới lấy dưới mời. Panet has lost his wallet. Ok. Panet nó có bàn bắt cơ bộp lùi rồi bỏ quạt. Chẳng kêu dù thăm mạch. Khi tha, he hasn't got it yet. Mà đó là nâng cứ có rõ toàn bán rồi khởi vì tế. Chẳng mê thăm mạch. Bù dũng cơ mê tha, bí nà bí nây mà có chủ bắt cơ bộp lùi. Hai lần tập hợp mà đó lời nâng, lần tập hợp à lời nâng, cứ cập hộp đôi nâng, ở toàn bán, rô khơn thì, lời tập bắt lời thì. Ok, bây giờ bắt đầu. Daro has broken his right hand. Mì ta Daro nâng cứ gọt bạc đáy khăn sạm bỏ gọt. Now, he can't use it properly. À lời nâng cứ gọi mai phở bia bán, lo bán đôi môn thì. Giờ mì thầm mạch. Ok, bì nà bì nâng, mó nhờ đăng tế, gọt chua bài hài nà mùi nhận tới gọt bạc đáy. Chẳng hạn bạn đáy nó cứ chỉ là tập hòa bỏ cột. Là tập hòa bạch bón đó nè. Là tập hòa bạch bón cứ còn bạn đáy hỏi à lấy nó cứ còn phở đáy vì ở đôi môn tệ. Vì đây thay vì nơi mình phải hà nè ngay. Anh đang ngay cứ chỉ là tập hòa à lấy. Rồi có là tập hòa bạch bón này sẽ cảm phiêu tế. Tên đại ca. Ok, cho nói trong cái cứ to talk about the repetition of an action before now. Ok. The exact time of each repetition is not important. Chẳng mình thầm mạch. Cứ dương lượng dọc present perfect nâng. Xin tốt. Đảm bây giờ hầm bí. Ok. Phiếp cát lang trom đáy. Phiếp cát lang đá đá đáy. Này sẽ cầm một phiếp môn bê bạch chạm bọn nâng. Hai kỳ lượng lang thá. Ok. Bê chạy lẽ nam môi này cát lang đá đáy nâng. Cứ bị ở xâm khăn tế. Chẳng mình nên thầm mạch, dân thật thơ ấy mùi hình chọn đoàn vì món máu vì chọn đoàn vì chọn chung chẳng hạn á. Bạn ta dân ở trăm tha bà mạng đó đi coi dân ở đằng tha à bà mạng đó nó vì xâm khăn về dân thế. Chẳng dân lý lực dọ bà xâm bà phách mà như vậy. Ôi thưa hỏi. Ok, I have met many people since I came here in June. Mình nên thầm khi nhóm bạn chua mình nói chơi chẳng chạp tăng vì khi nhóm bạn đó thì đi nơi khai June mà. Chẳng mê thầm mạch, à bà mát đó nè, à chuông mà nó chờn đó nè, chờn nhát nè, bia chờn đó. Chẳng, à chuông chờn đó nó như ở trăm bàn thai bà mát nè tí, bà mát đó tí. Bàn tay,
dương thọ là chọn lơ lang tha vì cái chia scam phim mỗi đại cả lang vì chuột đỏ hoa à đỏ hoa đỏ tiền nó như hai việt thái chia repetition. Ok, auto mới tiền. He has written his wife a letter every other days for the last 2 weeks. Mẹ ta có ba đứa xe xong bỏ tay căn bộ phôn ở bỏ quán chỉ để rõ bí thay mà đó. Cả bí sạp đá cả lòng tay. Nhưng chắc là đứa xe nhỉ, đứa xe thơ phôn qua bí ngay mà đó, bí ngay mà đó, bí ngay mà đó nữa. Giờ chăm ta bảo mạng xong bỏ tế. Bảo mạng xong bỏ nó cứ giọt chăm tế. Vẫn tay như chăm ta, ok, có ba đứa xe chờ ăn đó. Nhi, ai yên nghĩ ta đã xe chờ ăn đó, tất cả bộ phôn bỏ quán nó cứ chỉ repetition. Ok. Chẳng mê riêng present perfect simple sẵn mọt đã chọc trăm bà ní. Hồi ổ côn nè đọc ní đã bàn tư xa video mà ní. Hồi chọn gói xung cho subscribe mới phong. Hồi yên chụp ní lực nông video riêng bà sang lê lực rõ tiền. Ổ côn.